chung tay hỗ trợ những nạn nhân trong trận động đất tại Nepal vừa qua. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có Mick Jagger, Johnny Wood và Beverly Knight đã thực hiện một single từ thiện để quyên góp tiền cho trẻ em tại Nepal. Single Looking To Your Heart sẽ được dùng để gây quỹ từ thiện cứu trợ những trẻ em bị ảnh hưởng trong trận động đất kinh hoàng tại Nepal hồi tháng 4 vừa qua. Bên cạnh những giọng ca nổi tiếng như là Mick Jagger, Ronnie Wood và Beverly Knight, single còn có sự hỗ trợ của dàn đồng ca gồm 100 người. Tôi hy vọng single này sẽ đến tay những nạn nhân của trận động đất, giúp họ sửa sang lại nhà cửa và cải thiện cuộc sống. Trận động đất tại Nepal hôm 25 tháng 4 vừa qua đã làm thiệt mạng hơn 7.500 người và hàng trăm ngàn người dân phải lâm vào cảnh không chốn nương thần.